mừng tỷ hay con cô với Hầm Phượng mua cái nhà nhỏ nhỏ ở để ở chứ để cho vui lòng ba con, tại ba con còn sáng ba con cũng nuôi cô rồi cũng nuôi chú rồi nuôi cháu, bây giờ chết rồi thì giờ tài sản còn giờ thôi à, giờ con cho cô 10 tỷ ví dụ vậy đi là thiệt em, nhưng mình đúng là chứ bà nói cô nghe đâu có biết là đổi là lên đường ở trển cô muốn con với con Hồng Phượng cùng sở hữu cái tài sản này, sao mà cùng được, con ba mà cùng là cùng sao, cô bắt xúc dữ lắm luôn mà. Đúng rồi, cô nói đúng rồi, cô nói quá đúng luôn á. Ví dụ như là người ta con ta mà cô nói là cái chị Hồng Nhung á, chị nói là cô Sáu muốn con với Hồng Phượng cùng sở hữu cái tài sản này, sao mà cùng sở hữu được, phải không? Tài sản của cha người ta để lại cho người ta. Giờ ví dụ tình trên tình nghĩa cô Sáu hồi đó giờ thì con cũng thấy ba con nuôi em nuôi cháu đồ á, thì giờ con muốn làm cho ba con vui á, thì con bán 100 tỷ đi, cô cho con 10, con cho con 10 tỷ đi, cô mua cái nhà nhỏ nhỏ, cô với Hồng Phượng ở cho ba con vui làm. Nói vậy thì Hồng Loan không lẽ không cho, ví dụ bán không lẽ không cho. Còn cái này mà nói em, cô Sáu muốn con với Hồng Phượng cùng sở hữu cái tài sản này, trời đất ơi, như ví dụ cô nè, em của cô Hương cô cho 50 triệu, hai cô cho chút đỉnh với hao, còn tài sản của cô phải để cho con cô. Dạ đúng chứ rồi, sao mà cho cháu được, chừng nào cô không có con cô mới cho cháu. Dạ còn này cô ta có đó mà đòi sở hữu hết luôn, đừng cho con người ta biết gì hết rồi. Nói nha, là cộng đồng mạng ta bắt xúc dữ dằn lắm, bắt xúc không tình nghĩa. Ủa anh mình hồi đó còn sống sao anh mình tình nghĩa dữ à, mà sao bây giờ mình không tình nghĩa, rồi kêu cái anh gì cái anh Tiểu lên, nếu mà xét nghiệm ra không đúng á thì mày xách gói ra khỏi nhà. Ví dụ người ta con nuôi trên pháp luật giấy tờ người ta vẫn được thừa hưởng hết tài sản luôn. Dạ đúng rồi, ổng con Hồng Loan là được hưởng hết. Mà nếu như tình nghĩa giờ cho chú nhiêu, cho cô nhiêu, cho em nhiêu, thì có hỏi nhá, Hồng Loan cho người chút đỉnh. Dạ. Chứ đòi cùng sở hữu là nghe bắt xúc dữ lắm luôn. Như cô tài sản cô cũng để con cô chứ sao cũng cho cháu cô được. Cho chút bách nào thôi. Chứ cô không có cho hết được. Mà nói mình bắt xúc lắm, cho nên thiệt là rõ ràng bữa nay thiệt, coi trên mạng bắt xúc phải đi lên đây mình coi thử trên đây sao mà thiệt bắt xúc. Nó nói nghe là không phải một mình mà cả một cái cộng đồng trong nước ngoài nước đây đều bắt xúc hết. Thì cô cũng có ý kiến vậy không? Mình cũng đâu có luật pháp gì rành đâu mà nói cho đúng luật pháp đâu. Mình nói đúng với cái tình người thôi. Còn luật pháp cô cũng có rành luôn. Đúng rồi, đúng rồi, không có rành luôn. Theo như mình biết là cái tình người với nhau thôi. Tại hồi đó mình nghe anh Vũ Linh là lo cho Hồng Nhung với lại anh Tiểu Linh đồ á, lo đồ vậy thì hiện giờ ảnh ví dụ của ảnh còn thì như cho chút đỉnh thôi chứ đòi lấy hết mà đòi thử hủ hết sao mà ai mà chịu. Làm vậy anh Vũ Linh anh nằm anh cũng đâu có vui đâu, có vui gì hết, mà con cháu làm vậy tội anh lắm. Thật sự bây giờ như thêm mình cảm nghĩ mình tội anh Vũ Linh nhất, mà tới Hồng Phượng, mà tới Hồng Loan nó, tại vì anh nằm anh không có yên. Còn Hồng Loan thì bị người ta chèn ép quá thì nói ngay mới đầu cũng đâu nói, phải không em? Như mình coi là mới đầu Hồng Loan cũng đâu nói, nhưng mà từ cái ngày mà lập mộ mà điện lên mà nói không biết ngày rồi, lúc đó người ta bắt xúc luôn. Cái đó cũng như là tức nước vỡ bờ đó, chứ mới đầu cũng đâu có nghe Hồng Loan nói gì đâu, nghe nói gì hết trơn á. Nói sau này là mình mới nghe bùng lên vậy thì cũng bắt xúc, thì cũng như nói vậy thôi, cũng không có gì. Theo cô thì Hồng Loan cũng nên suy nghĩ lại cái chuyện đó để mà chia cho các cô Hồng Phượng. Em như cô á, cô nghĩ như cô là cô Sáu chú Bảy rồi nói hồi đó ba con cũng lo cả chú rồi lo cô rồi lo em lo cháu, giờ ba con mất rồi thôi giờ tài sản còn vậy á, thôi cho cô một chút đỉnh thì cho, nhưng không chứ đúng luật pháp á là Hồng Loan hưởng hết luôn. Tại vì con sinh ha, là con nuôi ha, là con ruột gì trên mặt giấy tờ, bây giờ giờ đúng luật pháp ta làm việc giấy tờ không đúng giấy tờ là Hồng Loan được hưởng hết. Nhưng mà giờ tình nghĩa dù muốn cho người này nhiêu là do nó Hồng Loan cho, chứ không có bắt buộc được. Không có bắt buộc mà giống như Hồng Nhung mà nói với cô Sáu muốn là con Hồng Phượng của Hồng Loan với Hồng Phượng
á, là toàn quyền sở hữu á, cái căn nhà này, ý là muốn hai người á đồng sở hữu, đồng sở hữu á là không có được, theo vô lắng được, luật pháp cũng không được luôn. Dạ. Luật pháp người ta sẽ dựa trên giấy tờ, trên giấy tờ là trên giấy tờ là người này con sinh con thuộc gì cũng cần biết, trên giấy tờ là được quyền hưởng tài sản này không. Dạ. Khỏi cần đi như Hồng Loan đi xét, tôi không xét nghiệm gì hết, không cần đi xét nghiệm gì hết đó. Cứ trên giấy tờ đưa ra luật pháp, dù như tình nghĩa thì mình dàn xếp trong nhà mà cảm thấy không được nữa, đưa ra pháp luật cho người ta giải quyết không, chứ là vậy là xong, chứ khỏi cần mà dây hay là dành đúng chứ, cho mệt. Dạ. Thôi giờ dàn xếp được không được thì cứ ra pháp luật là xong. Cô, tại sao mà chia cho Hồng Phượng, Hồng Loan mà không chia cho chú Bảy cô? Giống như là cô nói là cho nghe nói vậy thì mình nghe nói không vậy. Cô nói với như nãy là Hồng Loan á là cho tiền Hồng Phượng với lại ví dụ là thì có cho chú Bảy không cô? Cho ví dụ thì hồi anh Năm á còn sống thì anh Năm cũng lo chú Bảy, thì giờ á như đòi anh Năm mà là do cái tài sản anh Năm còn dụ cho cũng người chút nhưng mà đòi dành hết là không được, ý là cho thì chú Bảy, ví dụ mà đúng mà tình người á thì cũng phải cho chú Bảy, mà cho cô Sáu mà cho Hồng Phượng là đầu tiên, ví dụ mà đầu tiên mà tỏ hận nhau á là cho, còn bây giờ mà ra pháp luật rồi thì tùy, cái đó là ra pháp luật rồi là tùy Hồng Loan muốn cho cũng không, bây giờ ra pháp luật rồi, còn nếu mà chưa hầu đó trong nhà mà còn dàn xếp á thì ít nhất thì cho cô Sáu không phải cho chú Bảy, cũng phải cho chứ không cho, ví dụ mà tình người á là cho phải cho hết. Còn nếu mà giờ mà ra pháp luật thì tùy Hồng Loan muốn cho không, thì cái đó là tùy mình không biết được. Chứ giờ ra pháp luật rồi thì pháp luật người ta dài là pháp luật người ta ra hết rồi, người ta có pháp luật người ta ra, chứ phải gì đầu tiên á mà dàn xếp trong nhà thỏa thuận nhau trong nhà, còn giờ tôi nghe ra tới pháp luật hết rồi à, tại vì là bây giờ là ra pháp luật hết à, hay tôi nghe nói vậy đó. Thì cô thấy cái điều mà cô Sáu Hồng Nhung với lại Hồng Loan làm như vậy là đúng không cô? Em cô thấy là Hồng Nhung là đặc đặc lắm luôn, tại vì con ta ví dụ như cái gì cũng phải cái đặc là đặc cái điểm này, đặc cái điểm mà làm mộ mà không cho biết. Dạ. Theo như cô coi trên mạng là cô thấy là nói làm mộ á, mà Hồng Loan không biết là mộ ba mình sao, như ba tôi là làm vậy tôi cũng đâu chịu. Ba tôi á, tôi cũng phải ví dụ như cái hồi đám tang, nó tang gia bối đó thì chia nhau ngượng việc làm. Nhưng mà cái ngày mà nói vụ mà lập mộ là phải nói nhau, con ơi là cô muốn làm vậy, con phải có đồng ý không cô, ví dụ như cái chị Hồng Nhung chị ý thích chị làm vậy, nhưng mà cái chị Hồng Loan chị không chịu là không được, ra pháp.